hay không thì cuộc đời vẫn vậy, cứ xuôi dần theo dòng chảy thời gian. Người cơ hàn hay là kẻ giàu sang, khi chết đi vẫn hai bàn tay trắng. Được ấm no đã là điều may mắn, hãy giữ gìn đời bình lặng sống yên. Có những điều để tạo quá tự nhiên, đừng gượng ép kẻ muộn phiền dây lấy. Đáng hay không vì xa qua bóng bẫy, rồi tự mình xô đẩy dưới vực sâu. Nếu như tâm chẳng muốn vướng ưu sầu, thì chớ nên cưỡng cầu trong mê muội. Biết ăn năn và nhận ra lầm lỗi, nhớ dặn lòng phải sửa đổi bản thân. Dẫu vật chất thì ai sống cũng cần, nhưng đừng để chữ tình thân rạn nứt. Chuyện tử sanh mãi luôn là định luật, đời vô thường, sự thật chẳng thể thay. Là con người thì ai cũng như ai, đến cuối cùng cũng phải về cát bụi.